Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đà Tẻ. Chương trình hôm nay có các nội dung sau đây. Sở Tư pháp Lâm Đồng tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã đã chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Đà Tẻ. Hướng dẫn thực hiện kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019. Tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2019, cụm thi đua số 4 tại huyện Đà Tẻ. Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức giao ban công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi cụm thi đua số 2 tại huyện Đà Tẻ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 232 ngày 11 tháng 1 2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng sáng ngày 21 tháng 11 năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 cho gần 60 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên phòng tư pháp huyện, đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã, công chức tư pháp, hộ tịch, văn phòng, thống kê, tài chính kế hoạch và trưởng công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đà Tẻ. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Trì, Trường phòng Sở Tư pháp tỉnh giới thiệu một số nội dung cơ bản của Quyết định số 619 ngày 8 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đã chuẩn tiếp cận pháp luật, quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn pháp luật, trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương. Hội nghị đã dành phần lớn cho các đại biểu trao đổi, thảo luận, thao gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở tại địa phương. Hội nghị nhằm mục đích hướng dẫn kỹ năng nhiệm vụ xây dựng, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức tư pháp hộ tịch và các công chức cấp xã có liên quan, từ đó nâng cao chất lượng công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, Thông qua hội nghị tập huấn để tuyên truyền phổ biến đến công chức tư pháp cấp huyện, xã và lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã những quy định của pháp luật về xây dựng cấp xã, đa chuẩn tiếp cận pháp luật và những quy định thuộc về lĩnh vực hòa giải ở cơ sở. Những văn bản pháp luật mới có liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy Lâm Đồng, sáng 25 tháng 11 năm 2019, Huyện ủy Đà Tẻ đã tổ chức hội nghị quán triệt hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019. Tham dự có các đồng chí là bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, lãnh đạo các ban xây dựng đảng và văn phòng huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Mạch Việt, Phó Bí thư thường trực huyện ủy đã quán triệt một số yêu cầu nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong việc nghiên cứu và triển khai việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải bám sát hướng dẫn và chỉ đạo của trung ương, của tỉnh ủy và của huyện ủy. Theo đó, thông qua việc kiểm điểm, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình. Từ đó đề ra chủ trương, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Trong kiểm điểm, phải khắc phục tình trạng nề nang, né tránh, ngại va chạm xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa để sửa chữa, khắc phục. Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm cá nhân để bổ sung hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều theo tiêu chí bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả. Cần đánh giá xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ đảng viên, phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo khách quan, toàn diện, thực chất. Tại hội nghị này, lãnh đạo ban tổ chức huyện ủy đã trực tiếp quán triệt nội dung của hướng dẫn số 21 ngày 18 tháng 1 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh ủy và của huyện ủy, đặc biệt hướng dẫn về quy trình, nội dung, phương pháp tiến hành kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên nhằm giúp cho các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn và đúng thực chất chất lượng hoạt động phân đấu của tập thể và cá nhân đảng viên. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, tại hội trường công an huyện Đà Tẻ, Cụm thi đua số 4 đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2019. Các đồng chí đại tá Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Tống Giang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng Phó Công an các huyện, thành phố, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các đơn vị trong khối thi đua đã về tham dự hội nghị. Năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh của cấp ủy chính quyền các địa phương và sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã chủ động tham mưu và tập trung chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự tích cực tham gia phòng chống tội phạm giải quyết hiệu quả các vụ tranh chấp khiếu kiện không để xảy ra điểm nóng trong năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 851 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 14 vụ, Lào Dương 1 vụ, Đơn Dương 10 vụ, Đà Lạt 4 vụ, Đam Rông 2 vụ, Lâm Hà 9 vụ, Đức Trọng 2, Di Linh 1, Bảo Lộc 9, Bảo Lâm 3, Đà Tẻ 2, Đã Hoai 1 và các tiên không có vụ nào xảy ra. Năm qua, xảy ra 171 vụ tai nạn giao thông, trong đó số người chết là 125, số người bị thương là 111, so với năm 2018 giảm 11 vụ. Công an các huyện thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ra quân trấn áp các loại tội phạm về hình sự theo các chuyên đề tại các tuyến địa bàn trọng điểm, nhất là đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hoạt động theo băng nhóm, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm chống cắp tài sản, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức, các hành vi liên quan đến tín dụng đen như cho vay nặng lãi, cho vay không thế chấp, cầm đồ, siết nợ, đòi nợ thuê trên địa bàn. Công tác phòng chống tội phạm được tăng cường, điều tra xử lý kịp thời những vụ việc nổi cộm được dư luận nhân dân quan tâm, kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông. Các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, vai trò nêu gương và việc siết chặt kỷ luật kỷ cương điều lệnh công an nhân dân được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tham mưu lãnh đạo chỉ huy, công tác hậu cần kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu thường xuyên và đột xuất. Cũng tại hội nghị, cụm thi đua số 4 đã bình bầu các danh hiệu thi đua, trong đó có 4 đơn vị tiên tiến, 5 đơn vị quyết thắng, 1 đơn vị đạt cờ thi đua của Bộ Công an và bảo đơn vị cụm trưởng cụm thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại huyện Đà Tẻ, cụm thi đua số 2 của tỉnh đoàn Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị do ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Đồng chí Bí thư tỉnh đoàn Trần Thị Trúc Quỳnh, đại diện thường trực huyện Đà Tẻ. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư của cụm thi đua số 2 cùng các huyện Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đà Hoai, Đà Tẻ và Cát Tiên đã về tham dự hội nghị. Trong năm 2019, các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã được cụm thi đua số 2 triển khai có trọng tâm, chủ động bám sát nghị quyết đại hội đoàn các cấp, cấp Nghị quyết tại Hội đoàn toàn quốc lần thứ 11 và nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó đạt một số kết quả thiết thực trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đầu tư đổi mới, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên được tăng cường. Công tác bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Các chỉ tiêu đề ra cơ bản đã được triển khai thực hiện đạt yêu cầu. Các hoạt động được triển khai đồng bộ, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm công tác đoàn và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị đặc biệt là các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động tình nguyện gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng văn minh đô thị tiếp tục được đẩy mạnh. Công trình phân việc thanh niên, việc triển khai thực hiện phong trào hoạt động cách mạng có bước chuyển động tốt. Đặc biệt trong phong trào thanh niên tình nguyện đã có những công trình phần việc do đoàn đảm nhận được cấp ủy chính quyền nhân dân tại địa phương ghi nhận. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Trúc Quỳnh đánh giá cao sự nỗ lực của các huyện đoàn trong cụm thi đua số 2. Đồng chí nhấn mạnh năm 2020 là năm có rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước. Các đơn vị cần chú trọng tổ chức các hoạt động gắn với chào mừng đại hội Đảng các cấp, đồng thời chuẩn bị các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930 3 tháng 2 2020. Năm 2020 cũng là năm đầu tiên triển khai nghị quyết của Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 8 nhiệm kỳ 2019-2024 các đơn vị cần đề ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả đổi mới phương thức hoạt động giáo dục về lý tưởng cách mạng giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh thiếu nhi